Chào các bạn, hôm nay chúng mình lại đến thăm đền thờ Hồ Chủ tịch. Đây là đền thờ duy nhất tại thành phố Hải Phòng. Đền thờ nằm trong khu quần thể các đền thờ của các vị anh hùng dân tộc trong khu di tích Bạch Đằng Giang, nổi tiếng với ba trận thủy chiến chống giặc Nguyên Mông. Đó là Đức Vương Ngô Quyền này, Hoàng đế Lê Đại Hành này, Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Thì đền thờ của bác được xây dựng năm 2015 với không gian rất là thoáng mát và thanh tịnh, trang nghiêm, nằm gần sát cửa sông Bạch Đằng. Đây là cái khu di tích Bạch Đằng Giang này ấy, thì mình nó nằm nằm ở khu huyện Minh Đức, Thủy Nguyên, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 25 km, thì các bạn đi xe máy đến đây cũng chỉ khoảng 30 phút đồng hồ thôi. Nếu có điều kiện thì các bạn có thể đến thăm khu di tích này, rất là đẹp và rất là nhiều di tích lịch sử để các bạn có thể tham khảo. Mình sẽ làm chi tiết cái khu di tích Bạch Đằng Giang để các bạn có thể tham khảo thêm. Còn đây là video giới thiệu về ngôi đền thờ duy nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm tại thành phố Hải Phòng nhé. Quảng trường à. Đầu kia là quảng trường ấy.